Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố đến năm 2025 trong nhóm đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh hiện đại. Để hoàn thành mục tiêu này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố luôn xác định một trong những giải pháp quan trọng là cần phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong đó, năm 2023, năm bản lề thực hiện nghị quyết, thành phố đặt quyết tâm tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, năm 2023, thành phố Thanh Hóa có 22 dự án cần phải thực hiện giải phóng mặt bằng với diện tích 95,96 ha. Cùng với đó, thành phố cũng xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng 54 dự án với diện tích 54,48 ha. Với tinh thần phải hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, nhất là những dự án thực hiện theo cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thanh Hóa tại nghị quyết số 303 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các phường, xã và chủ đầu tư tiến hành rà soát lên kế hoạch theo thứ tự ưu tiên các dự án cần tập trung giải phóng mặt bằng. Đồng thời tổ chức ký cam kết giữa chủ tịch hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố với từng chủ đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn kinh phí để triển khai kịp thời công tác chi trả, bồi thường, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ngay sau khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án. Đối với những dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban đơn vị địa phương liên quan đánh giá tình hình kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc để có giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Từ nay đến năm cuối năm 2023 thì chúng tôi phấn đấu phải hoàn thành được trước tiên là cái kế hoạch giải phóng mặt bằng của thành phố về công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đi kèm với đó là phải thực hiện được kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, phường Nam Ngạn có trách nhiệm thu hồi khoảng 1 hectare đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án. Để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, phường Nam Ngạn đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố và chủ đầu tư tổ chức lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi, xây dựng phương án bồi thường, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và nhà văn hóa thôn có đất bị thu hồi. Nhờ làm tốt công khai, dân chủ gắn với dân vận khéo, tạo sự đồng thuận của nhân dân, đến nay về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất và bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Trước khi thực hiện dự án thì Ủy ban phường đã triển khai họp dân và tuyên truyền đến các người dân nắm bắt được cái quy định của pháp luật về trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì người dân trên địa bàn phường Nam Ngạn thì là qua quá trình thực hiện các dự án thì rất ủng hộ, cho nên là trong quá trình thực hiện thì không có cái hộ nào phải thực hiện cái vấn đề về cưỡng chế. Còn riêng cái tượng đài nữ sinh thì hiện tại là công tác giải phóng mặt bằng đã là cơ bản. Đấy, Ủy ban phường cũng phối hợp với ban để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà nước thực hiện dự án. Sau khi nhận được cái bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư, chúng tôi đã tập trung tất cả nhân lực, máy móc, phương tiện để mà tiến hành thi công. Thì hiện tại bây giờ là về cái khối lượng san lấp thì hầu hết là chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 95-96% rồi. Còn về mức độ xây dựng đã đạt được khoảng 40% khối lượng công việc được giao. Thì về góc độ đơn vị thi công thì cũng sẽ phấn đấu hoàn thành đúng với cam kết của chủ đầu tư để hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Dự án đường nối khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa chỉ có chiều dài chưa đầy 1 km, nhưng diện tích phải giải phóng mặt bằng lên đến hơn 22.800 m, ảnh hưởng đến 46 hộ dân. Trong quá trình triển khai, ban đầu gặp không ít khó khăn vướng mắc, nhất là trong xác định nguồn gốc đất, đơn giá đền bù. Tuy nhiên, do tập trung quyết liệt với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và đoàn thể, các khó khăn vướng mắc này từng bước được tháo gỡ. Đến nay, thành phố đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được gần 21.000 m2 mặt bằng sạch, đạt hơn 90% tổng diện tích phải thu hồi. Về cơ bản thì các hộ dân thì đã đồng tình ủng hộ rồi. Hiện nay thì chủ yếu còn có 5 hộ gia đình này với 16 khung mộ. Thì hiện nay chủ yếu là do các cái hộ gia đình là chưa xem được cái ngày đảm bảo, cho nên là cái thống nhất giữa anh em gia đình là chưa được lần thống nhất. Cho nên là ủy ban thì là thành lập đoàn đến vận động rất nhiều lần rồi, nhưng các hộ thì xin khất từ nay đến cuối năm được cái thời điểm thuận lợi thì họ sẽ di chuyển.
Thực tế cho thấy, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu quan trọng quyết định đến tiến độ triển khai toàn bộ dự án. Đồng thời, đây cũng là khâu gặp nhiều khó khăn nhất trong triển khai thực hiện. Các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến vấn đề xác định nguồn gốc đất, đơn giá đền bù và các chính sách hỗ trợ khác. Bên cạnh đó cũng có một số trường hợp người dân hiểu không đầy đủ các quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích của gia đình mà cố tình không chấp nhận phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Đơn cử như dự án mở rộng đài hóa thân Hoàn Vũ - Phúc Lạc Viên của chủ đầu tư là công ty cổ phần Hợp Lực. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Hóa, đơn vị quản lý dự án, tổng diện tích giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án là gần 145.000 m2, ảnh hưởng đến hơn 100 hộ dân thuộc phường Quảng Thành và phường Quảng Đông. Trong số 95 hộ dân bị ảnh hưởng ở phường Quảng Thành, hiện đã có 65 hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, còn 30 hộ dân không chấp hành kiểm kê mặc dù đã được tuyên truyền giải thích nhiều lần. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành các quyết định về việc thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đảng ủy rồi chính quyền thì rất là quyết liệt, tập trung để tuyên truyền công tác vận động, thậm chí là đến từng nhà để tuyên truyền vận động, và có những hộ gia đình thì đến nhiều lần đấy. Tuy nhiên thì có những dự án thì kết quả vẫn chưa thực sự cao, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Thì quá trình đó chúng tôi có những hộ thì vận động nhiều lần mà cố tình không đồng ý, thì phường có những cái biện pháp cứng rắn, đó là báo cáo cấp trên, đề nghị cấp trên thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Và còn nữa thì phường trong quá trình thực hiện mà cưỡng chế thu hồi đất thì phường vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân nâng cao cái nhận thức, hiểu biết về pháp luật và chấp hành tốt, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Chúng ta thấy thực tế rằng là doanh nghiệp không có đất thì cũng không làm gì được cả. Dự án mới giải phóng mặt bằng được 1/2 hay 1/3 hay là một nửa hay là 70-80% thì cũng cứ nằm đấy như vậy thôi và đọng lại cái khoản tiền lãng phí rất lớn của xã hội. Thì thời gian tới, với ngoài cái việc mà vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như là cộng đồng doanh nghiệp vào cuộc quyết liệt để giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc vận động tuyên truyền người dân là hiểu rất rõ bản chất là sở hữu đất đai là sở hữu của toàn dân mà nhà nước đứng ra đại diện. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm 2023 đã đạt được những kết quả khả quan, với tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt trên 73 ha. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, thời gian tới, thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư. Đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy chính quyền các phường xã chủ động đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, kịp thời ghi nhận, giải quyết những ý kiến kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Cùng với đó, thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng, các khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở, tập trung đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, dự án tồn đọng kéo dài. Trong thời gian tới thì về phía trung tâm cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị phòng ban phường xã để đẩy nhanh về cái tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo cái quy định giao, cái kế hoạch giao. Cái thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền và đến các tầng lớp nhân dân hiểu biết về các cái quy định của pháp luật. Cái thứ tư nữa là cũng phải chỉ đạo để hướng dẫn cho một số cái cán bộ mà cái trình độ chuyên môn chưa đạt thì tiếp tục học hỏi, trao dồi kiến thức để phục vụ cho tốt cái công tác giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng không chỉ là khâu cốt yếu quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư, mà nếu làm tốt sẽ còn giúp chủ đầu tư giảm chi phí cơ hội, giảm lãng phí nguồn lực, giảm bức xúc trong xã hội, tăng hiệu quả khi triển khai các dự án công trình. Với sự quyết tâm và nỗ lực lớn, cùng với những cách làm phù hợp, tin tưởng rằng thành phố Thanh Hóa sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần làm thay đổi diện mạo của đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố Thanh Hóa phát triển. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 21, nghị quyết số 05 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.